Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Bản tin 24 giờ, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết từ Bản tin 24 giờ. Bản tin dự báo thời tiết ngày 25 tháng 5 năm 2023 và dự báo chi tiết những khu vực trên cả nước. Sau đây là những nội dung chi tiết có trong chương trình. Dự báo thời tiết ngày mai 25 tháng 5 năm 2023, mưa rông trên diện rộng có nơi trên 60mm. Theo dự báo, phía Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 60mm trên 24 giờ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm ngày 23 tháng 5, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 23 tháng 5 đến 1 giờ ngày 24 tháng 5 có nơi trên 60mm như Bắc Quang của Hà Giang 123mm, Quản Bạ của Hà Giang 71mm, Châu Thuận của Nghệ An 73,4mm, Quỳ Châu của Nghệ An 68mm. Các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối qua có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa tính từ 13 giờ đến 20 giờ ngày 23 tháng 5 có nơi trên 40mm như Nam Sông của Đắk Nông 56,2mm, Nhà Bè của thành phố Hồ Chí Minh 41,8mm. Trong ngày và đêm 25 tháng 5 ở phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm trên 24 giờ, có nơi trên 60mm trên 24 giờ. Từ chiều tối ngày 25 tháng 5, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm trên 24 giờ, có nơi trên 50mm trên 24 giờ. Thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều tối và tối. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên chiều tối và tối ngày 25 tháng 5, ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 25 tháng 5. Hà Nội, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ngày 25 tháng 5, khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Dự báo chi tiết về Hà Nội như sau. Ban ngày, sáng và trưa 25 tháng 5, khu vực Hà Nội nhiều mây, sau đó giảm dần, trời nắng, chiều mai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ vào khoảng 32-33 độ, tăng 1-2 độ so với hôm trước, độ ẩm tương đối phổ biến 74-79%, mật độ mây 90-92%, hướng gió Nam Đông Nam đến Đông Nam có vận tốc 15-17 km/h, gió giật mạnh với vận tốc 32-33 km/h. Dự báo chỉ số tia cực tím UV, ngày mai hầu hết các quận huyện trên thủ đô Hà Nội đều có chỉ số UV ở ngưỡng trung bình đến cao từ 3-7. Ban đêm, tối và đêm mai, khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ vào khoảng 26-27 độ, tăng nhẹ 1 độ so với đêm hôm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến từ 91-96%, mật độ mây 99-100%. Hướng gió Đông Nam đến Đông Đông Nam đạt vận tốc 15-17 km/h, gió giật mạnh với vận tốc 17-26 km/h. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng Lai Châu, Điện Biên có mây, ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng Lai Châu, Điện Biên 35-37 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, vùng núi có nơi dưới 28 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, phía Nam có mây, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, phía Nam 35-37 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt,
chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, phía Nam 32-34 độ C. Dự báo thời tiết chi tiết Đà Nẵng, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết ngày 25 tháng 5, khu vực Đà Nẵng mây thay đổi, ngày nắng dịu dần. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Ban ngày, sáng và trưa 25 tháng 5, khu vực thành phố Đà Nẵng có mây thay đổi theo từng đợt. Trời nắng nóng nhưng có xu hướng giảm dần. Chiều có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ khoảng 34-35 độ, giảm 1 độ so với hôm trước. Độ ẩm tương đối phổ biến 61-68%, mật độ mây 70-72%. Hướng gió đông đông nam đến đông đạt vận tốc 9-13 km/h, gió giật mạnh với vận tốc 28-32 km/h. Trong ngày mai, chỉ số UV cực đại tiềm năng tại thành phố Đà Nẵng được dự báo sẽ tiếp tục cao, có nguy cơ gây hại đến cơ thể con người từ 7-9. Ban đêm, tối mai thời tiết Đà Nẵng có mây, đôi lúc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm không mưa, nhiệt độ khoảng 25-26 độ, giảm nhẹ 1 độ so với đêm hôm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 87-91%, mật độ mây 97-98%. Hướng gió Nam Tây Nam đến Tây Nam đạt vận tốc 6-7 km/h, gió giật mạnh với vận tốc 13-17 km/h. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Dự báo chi tiết thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 5. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày 25 tháng 5, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều tối có mưa rào và dông, ngày nắng. Ban ngày, sáng và trưa 25 tháng 5, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mây, trời nắng, chiều có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong khoảng 33-34 độ, giảm nhẹ 1 độ so với hôm trước. Độ ẩm tương đối 74-76%, mật độ mây 94%. Hướng gió Tây Tây Nam đến Tây Nam có vận tốc 11-13 km/h, gió giật mạnh với vận tốc 35-41 km/h. Ngày mai, chỉ số UV cực đại tiềm năng được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức có nguy cơ gây hại cao 6-7 ở các quận huyện thành phố Hồ Chí Minh. Tối mai, thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa, nhiệt độ dao động trong khoảng 26-27 độ, độ ẩm trung bình phổ biến 86-94%, mật độ mây 100%. Hướng gió Tây đến Tây Tây Nam đạt vận tốc 6-9 km/h, gió giật mạnh với vận tốc 19-20 km/h. Ứng phó nắng nóng hạn hán năm 2023-2024, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành kế hoạch ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2023-2024. Theo kế hoạch này, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Khí tượng Thủy văn tổng hợp diễn biến của thiên tai và công tác phòng chống thiên tai, phối hợp với Văn phòng Tài nguyên Môi trường tuyên truyền cung cấp đầy đủ thông tin về hiện tượng El Nino, tình trạng thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn và các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm cho các cơ quan báo chí. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các đài khí tượng thủy văn khu vực theo dõi sát diễn biến thời tiết, tăng cường dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn, đặc biệt là nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, giám sát cảnh báo kịp thời các nguy cơ mưa bão, lũ lớn bất thường có thể xuất hiện trong thời gian ảnh hưởng của El Nino. Tổ chức cung cấp thông tin cập nhật về hiện tượng El Nino, nguồn nước, nguy cơ bão, lũ bất thường vào ngày thứ 6 hàng tuần hoặc ngay khi phát hiện các điều kiện bất thường cho cơ quan truyền thông theo quy định. Kế hoạch nhấn mạnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao cho Cục Quản lý Tài nguyên nước lập kế hoạch điều hòa, phân phối tài nguyên nước, các nguồn nước liên tỉnh có nguy cơ bị thiếu hụt và cạn kiệt. Cục Viễn thám Quốc gia được giao ứng dụng công nghệ để quan trắc nguồn nước, giám sát hạn hán, xâm nhập mặn và các tác động ảnh hưởng của El Nino, cung cấp cho Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Biến đổi Khí hậu, thông tin dữ liệu để giám sát nguồn nước trên các lưu vực sông, đặc biệt là các lưu vực sông xuyên biên giới, dữ liệu về nhiệt độ, độ cao, hàm lượng muối bề mặt biển,
trên toàn bộ Biển Đông, phục vụ cho nghiên cứu El Nino. Trước đó, Bộ Tài nguyên Môi trường đã có công văn đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa, lập kế hoạch, phương án huy động, kế hoạch vận hành của nhà máy thủy điện cho phù hợp với hiện trạng nguồn nước và các quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông. Thống kê cho thấy, mực nước các hồ chứa lớn, quan trọng đều đang ở mức rất thấp, thiếu hụt so với quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa trong thời kỳ mùa cạn trên các lưu vực sông. Với tình trạng thiếu hụt nguồn nước và nhận định xu thế khí tượng thủy văn, khả năng ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng nguy cơ sẽ thiếu hụt nguồn nước đến cuối mùa cạn năm 2023. Dòng chảy có thể thiếu hụt từ 20-40% trên các sông ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ trong các tháng cuối mùa cạn năm 2023, từ 20-50% trên các sông ở khu vực Nam Trung Bộ, 15-25% trên các sông ở khu vực Tây Nguyên so với trung bình nhiều năm. Tổng lượng dòng chảy đến các hồ chứa lớn ở khu vực Bắc Trung Bộ dự báo thấp hơn từ 15-35%, khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ thấp hơn từ 15-40%, khu vực Tây Nguyên thấp hơn từ 10-25% so với trung bình nhiều năm. Nguy cơ thiếu nước trong thời gian còn lại của mùa cạn có khả năng sẽ diễn ra nghiêm trọng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay của Bản tin 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.